dù là lưu lượng nổi tiếng, Dương Mịch lại không đủ sức kéo thành tích cho phim điện ảnh mới. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được do Dương Mịch đóng chính đã mở điểm đu ban. Theo đó, dự án cán mốc 6.5 điểm với hơn 22.000 lượt đánh giá. Đây là một số điểm khá thấp đối với một dự án điện ảnh sở hữu lưu lượng nổi tiếng. Trong phim, Dương Mịch thể hiện vai Yêu Kê, một blogger thời trang sống trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Cô tham gia vào một vụ trộm số tiền lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Các nhân vật trong phim lừa lọc, sát hại lẫn nhau để tranh giành số tiền khổng lồ này. Được biết, sau khi trình làng trên màn ảnh rộng, phim của Dương Mịch bị chê bai về nội dung không hấp dẫn. Đáng chú ý, Dương Mịch không còn sức lôi kéo khán giả tới rạp. Danh tiếng của nữ diễn viên giảm sút mạnh do diễn xuất ngày một tụt dốc. Các chủ đề liên quan tới phim được marketing đều vây quanh việc Dương Mịch nhuộm tóc, làm móng tay. Khán giả không tìm thấy điểm hấp dẫn để đặt vé xem phim. Không chỉ thất bại ở mảng điện ảnh, Dương Mịch cũng bị chê bai ở mảng truyền hình. Được biết, dự án Cáp Nhĩ Tân 1944 lên sóng đã nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Trước khi phim chiếu, khán giả chờ mong Dương Mịch sẽ làm mới mình với hình ảnh nữ phản diện thông minh, lạnh lùng. Tuy nhiên, cô bị đánh giá có đài từ tệ khó nghe, giọng yếu thiếu sự uy nghiêm dứt khoát. Nhiều phân cảnh, biểu cảm của cô khoa trương quá mức, dẫn tới ngũ quan xô đẩy kém đẹp. Không những thế, chỉ số truyền thông của Dương Mịch thậm chí thua các diễn viên hạng B như Trương Tịnh Nghi, Hồ Nhất Thiên, Châu Vũ Đồng. Đây là thành tích tệ hại so với danh tiếng của ngôi sao hàng đầu như Dương Mịch. Trong khi các diễn viên thuộc nhóm cùng sinh sau năm 1985 như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Đường Yên đều có tác phẩm quay trở lại màn ảnh nhỏ thành công, thì chỉ có Dương Mịch ngày càng tụt lại. Dù cố gắng thoát ly khỏi vùng an toàn để chuyển hình trong các dự án hấp dẫn, nhưng Dương Mịch được cho là đã thất bại hoàn toàn. Lưu Thi Thi có cảnh đi dưới mưa xứng đáng được phong thần, tiếp tục chứng minh đẳng cấp sao nữ cổ trang đẹp nhất nhì showbiz. Mới đây, những hình ảnh của Lưu Thi Thi trên phim Trường Chưởng Tâm đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Với y phục màu trắng, Lưu Thi Thi bước đi trong mưa, tay cầm ô đỏ, gương mặt được che kín bởi một chiếc khăn mỏng, song vẻ thanh thoát, đẹp thoát tục của mỹ nhân này vẫn không lu mờ. Chỉ sau 3 ngày công bố dàn diễn viên chính là Lưu Thi Thi và Đậu Kiêu, ngày 4 tháng 3 năm 2024, đoàn làm phim Chưởng Tâm chính thức khai máy tại Hoành Điếm. Dự án phim nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ khán giả, khi sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như Lưu Thi Thi, Đậu Kiêu, Trịnh Nghiệp Thành, Tuyên Lộ, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2025. Kể từ sau khi khai máy, mỗi lần tạo hình của Lưu Thi Thi được leak ra ngoài đều gây sốt. Mọc phim không ngần ngại gọi bà xã Ngô Kỳ Long là mỹ nhân cổ trang đẹp nhất nhì showbiz. Dù Lưu Thi Thi đã U40, trải qua một lần sinh nở, Lưu Thi Thi là một trong những tiểu hoa đáng lứa 85 đình đám của showbiz. Song so với những đồng nghiệp cùng lứa, cô lại là một trong những người ít xuất hiện trên màn ảnh. Từng ghi dấu ấn với vai Nhược Hy trong bộ Bộ Kinh Tâm, cô được nhận xét mang vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng, cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc. Thế nhưng, dù ít đóng phim, nhưng một khi đã trở lại, Lưu Thi Thi lại không ngại gây bão. Nhất Niệm Quang Sơn của Lưu Thi Thi đã phá vỡ kỷ lục của hai tác phẩm nổi tiếng là Ninh An Như Mộng và Trường Phong Độ, trở thành bộ phim có ngày đầu công chiếu hot nhất của năm 2023 trên nền tảng EQG. Tác phẩm đã chứng minh Lưu Thi Thi chính là một mỹ nhân cổ trang đúng nghĩa. Nàng tiểu hoa sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với đường nét nhẹ nhàng, ngũ quan thanh tú, cùng khí chất bình đạm, dịu dàng tựa như hoa mai trong tuyết trắng. Đây là lợi thế giúp Lưu Thi Thi cân được mọi tạo hình cổ trang trên màn ảnh. Nói thêm về Chưởng Tâm, đây là dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim bạo hồng, bởi ngay từ những ngày đầu tiên khi thông tin về dự án được lan truyền, khán giả đã háo hức ngóng chờ các động tĩnh tiếp theo. Và đến bây giờ, khi tin tức về dàn diễn viên được công bố, sự kỳ vọng này càng có cơ sở. Về nội dung, câu chuyện phim bắt đầu từ 18 năm trước, khi quan ngự sử Dư Khiêm muốn làm sáng tỏ một vụ án sát nhân, cuối cùng lại rơi vào cảnh bị vu oan, khiến cả gia tộc đều mất mạng. 18 năm sau, thần y Diệp Bình An vì vụ án năm xưa mà tìm tới Trường An. Tại đây, Diệp Bình An bị nghi là hung thủ trong vụ án quan triều đình bị sát hại. Nguyên Thiếu Thành của Đại Lý Tự được giao xử lý vụ án này. Mặc dù biết khả năng nàng là hung thủ không cao, tuy nhiên vì ham muốn quyền lực, hắn quyết tâm biến nàng thành thủ phạm. Vì mạng sống của bản thân, Diệp Bình An tự nhận là vu nữ. Điều này khiến nữ đế vốn hứng thú với việc xem mộng cứu nàng một mạng. Diệp Bình An tìm cách chứng minh mình vô tội.
trong khi Nguyên Thiếu Thành liên tục tìm cách ngăn không cho sự thật được làm sáng tỏ. Cho đến cuối cùng, liệu ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đấu trí hung hiểm này? Vu Chính khoe poster mới đẹp nên thơ của Bạch Lộc trong Lâm Giang Tiên lại gây tranh cãi vì một điều. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh poster mới của Bạch Lộc trong Lâm Giang Tiên do Vu Chính đăng tải. Có thể thấy, nhan sắc cô nàng gây sốt khi xinh đẹp và nên thơ trong từng khung hình. Đáng chú ý, phụ kiện của cô nàng sử dụng trên phim không chỉ tay cầm đào, mà cả khuyên tai của cô cũng mang hình quả đào. Chuyện không có gì để nói, nếu Vu Chính có màn flash đạo diễn trí lỗi của bộ phim. Theo đó, vị biên kịch hết lời khen ngợi đạo diễn quay đẹp thần sầu, ngay từ những thước phim gốc. Không những thế, Vu Chính còn tân bốc góc quay cảm giác còn đẹp hơn cả bộ phim Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng của nam biên kịch trước đó. Điều này khiến nhiều khán giả, đặc biệt là các fan hâm mộ của Bạch Lộc, cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng, góc quay đẹp hay không phải đợi phim lên sóng chính thức mới có thể kết luận. Việc Vu Chính cứ làm quá, tân bốc quá đà, khiến không ít dân tình lo lắng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Bạch Lộc nếu lỡ phim lên sóng không được kết quả như mong đợi. Được biết, thời điểm công bố dự án, việc có sự góp mặt của đạo diễn Trí Lỗi đã nhận về không ít ý kiến trái chiều từ phía fan của Bạch Lộc và họ yêu cầu đổi đạo diễn. Họ cho rằng, những bộ phim anh từng quay đều không khả quan, điểm đu ban đều dưới trung bình. Trước làn sóng phản đối dữ dội, Vu Chính đã đáp trả lại rằng, bản thân sẽ không đổi đạo diễn. Cụ thể, vị biên kịch vàng cho biết, những bộ phim của tôi đều là do tôi làm chủ hình ảnh, tạo hình, phong cách nghệ thuật và tiết tấu chỉnh sửa đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi chưa từng làm việc với bất kỳ đạo diễn lớn nào kể từ khi ra mắt. Phim truyền hình là nghệ thuật viết kịch bản tốt hơn bất cứ điều gì khác. Khi đạo diễn không gặp được kịch bản hay, thì dù có tài hoa thế nào cũng không thể phát huy được. Đạo diễn chỉ cần có gu thẩm mỹ tốt, hiểu thấu kính và có thể truyền tải được nhu cầu của bản thân là được. Việc còn lại cứ để tôi lo, để kết quả nói chuyện. Lâm Giang Tiên kể câu chuyện tình yêu hận giữa Lý Thanh Nguyệt và Bạch Cửu Tư, trong khi Lý Thanh Nguyệt chỉ là một đệ tử rất bình thường của phái Tịnh Vân trên núi Ngọc Phạn, Bạch Cửu Tư lại là thủ lĩnh của các vị thần, một tồn tại cao cao tại thượng. Bạch Cửu Tư muốn thành hôn với Lý Thanh Nguyệt, trong mắt tất cả mọi người trong thiên hạ, đây là phúc phận trời ban mà Lý Thanh Nguyệt phải tu mấy kiếp mới có được. Dẫu vậy, sau khi được gả vào điện Tàng Lôi, cô lại phải nhận sự căm ghét của Bạch Cửu Tư mà chẳng hiểu vì sao. Trong quá khứ, Bạch Cửu Tư và Lý Thanh Nguyệt từng có một đoạn tình duyên. Dẫu vậy giờ đây, Lý Thanh Nguyệt lại quên đi hết thảy. Liệu sau tất cả, câu chuyện giữa họ sẽ có một cái kết như thế nào? Hé lộ tạo hình của Trần Hiểu trong phim vừa khai máy, xứng danh Mỹ Nam cổ trang. Mới đây, phim Người Làm Ăn Lớn đã chính thức khai máy và công bố đội hình diễn viên chính gồm Trần Hiểu, Tôn Thiên và La Nhất Châu, Thành Thái Sơn, Hoàng Chí Trung, Lý Thuần. Mới đây, tạo hình đầu tiên của Trần Hiểu được hé lộ thu hút nhiều lượt tương tác. Trong tạo hình của phim, Trần Hiểu khoác bộ trang phục phủ lớp lông dày, quay trong bối cảnh tuyết trắng xóa. Hình ảnh chụp lại góc nghiêng của sao nam này khiến người hâm mộ suýt xoa vì quá điển trai. Một số khác cũng cho rằng tạo hình của Trần Hiểu trong Người Làm Ăn Lớn quá đẹp. Được biết, phim lấy bối cảnh cuối thời Thanh, nội dung kể về hành trình tìm con đường sống từ chỗ chết của một người đọc sách. Vì bị hãm hại mà phải lưu vong, anh khởi đầu từ bán hàng rong, trải qua buôn trà, buôn muối, dùng lương thực cứu tế vạn người, cuối cùng bắt tay hợp tác với các bang hội thương nhân lớn của Trung Quốc, đối phó với việc buôn bán với người nước ngoài, cứu vãn mạch máu kinh tế của đất nước. Trần Hiểu vốn nổi tiếng là Mỹ Nam cổ trang hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Các cảnh võ thuật do Trần Hiểu thể hiện hấp dẫn, có lực và mãn nhãn hơn nhiều cảnh quay hành động lạm dụng kỹ xảo trước đó. Lục Trinh Truyền Kỳ là bộ phim giúp Trần Hiểu trở nên nổi tiếng. Sau đó anh chủ yếu nhận phim cổ trang vì có khí chất hợp với dòng phim này. Đến năm 2016, Trần Hiểu dường như đã xem xét lại hướng đi của mình. Anh dần chuyển hướng sang những bộ phim hiện đại, chọn lựa những kịch bản chắc tay. Nam diễn viên 33 tuổi này đã nhanh chóng có được thành công lớn nhất trong sự nghiệp với bộ phim Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn 2017, đóng cùng với nữ hoàng rating Tôn Lệ. Sau một thời gian dài cố gắng, cuối cùng Trần Hiểu cũng đã thoát khỏi hình ảnh của ngôi sao thần tượng, chuyển mình trở thành diễn viên thực lực. Trần Hiểu là cái tên được nhà sản xuất săn đón cho các dự án cổ trang kinh phí lớn. Vì vậy, khán giả mong chờ sự xuất hiện của anh trong Người Làm Ăn Lớn. Trong 3 năm qua, Trần Hiểu vẫn luôn cố gắng thay đổi bản thân, lựa chọn những vai diễn đa dạng để ngày một nâng cao diễn xuất của mình. Trần Hiểu miệt mài trên phim trường, hiếm khi tham gia show giải trí.
Anh đóng nhiều thể loại, từ cổ trang, hiện đại, tình cảm, hình sự, trinh thám. Các phim của anh cũng được lên sóng liên tục. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.